Tôi chờ cơ hội này rất lâu rồi, suốt 19 năm rồi. Tôi không phải sợ vì tôi sẽ cố gắng, tôi không có sợ gì hết. Chỉ cần một cơ hội thôi, tại sao tôi phải sợ? Dạ rồi, bây giờ thì em dắt mình vô phòng hỏi nha. Cái chính là ví dụ như sau, cô nằm đây đúng không? Nhưng mà nó ăn vô trong cái kết mặt nhau, giác mạc đó, là màu đen này, cái kết mặt màu trắng mà ăn như này, rồi cái u nó ăn hết cái viền bờ bi trên bi dưới nhau. Thì bây giờ là mình sẽ cắt từ đường này vô, mình bây giờ lên xong xuôi mình sẽ cắt từ đường này, này. Thấy không, u thấy không, thấy u vô đây không? Đừng lại, không biết cái gì đơn giản đâu, từ trắng mà cũng hôm nay là lần mổ đầu tiên cho bạn Pu, một trường hợp đặc biệt là một cái u sợi thần kinh lan hết vùng mặt hai bên. Và cái khó nhất cái trường hợp bạn Pu là nó ăn vào trong hai con mắt, và cái u bên phải đã vỡ, mắt bên phải đã vỡ và mù, còn mắt bên trái. Thì chúng tôi vừa mổ thì nó khó khăn của bạn Pu là thứ nhất là u nó xâm lấn vào cả cái vòng cơ vòng mi trên, cơ vòng mi dưới, cơ vòng mi và một phần kết mạc, xâm lấn vô cái rìa của giác mạc và kết mạc nữa. Trên đó là cái phẫu thuật bóc tách rất là khó. Thì chúng tôi đã tách nguyên cái u phía trong bờ mi trên, cơ mi dưới và một phần của cái kết mạc. Còn giác mạc thì chúng ta không động vào sẽ tổn thương, và cắt luôn cái phần u phía vùng ngoài và nâng cái phần phía hốc mắt, cơ hốc mắt ngoài lên khoảng 3 cm, và cắt từ vòng mắt ra cái phần thái dương để nâng lên 5 cm, và cắt luôn phần dưới của má để nâng lên tiếp 7 cm đó. Thì cái ca phẫu thuật này tổng quá trình kéo dài khoảng hơn 5 tiếng đó. Tuy nhiên cái phẫu thuật này chúng ta phải đánh giá lại sau phẫu thuật để coi mức độ mắt nó nhắm mở, vì bệnh nhân hoàn toàn mổ trong cái gây mê chứ mình không đánh giá chính xác được. Cho dù mình cho bệnh nhân tư thế xoay chuyển đứng ngồi nhưng vẫn còn chưa chính xác. Và sau phẫu thuật thì tiếp tục đánh giá có thể là một vài lần phẫu thuật nữa trong tương lai. Hy vọng lần phẫu thuật này là đầu tiên là khối u, đặc biệt khi tôi mổ cái phần u bờ dưới của hốc mắt á, là khi cắt vào cái u nó vỡ ra, là nó sắp vỡ rồi. Thì mình vừa cắt xong nó vỡ thì cái đó cũng may mắn, chứ không để tự nó vỡ vô thì tổn thương mắt. Cái khó nữa là chúng ta biết là u nằm ngay trên cái bờ mặt mà cái đi đúng cái vị trí thần kinh mặt từ cái chỗ mang tai đi ra đúng không, và cắt bỏ thì chúng ta phải làm sao nhánh thần kinh mặt nó tách ra thần kinh thái dương, thần kinh gò má, thần kinh má, rồi thần kinh dưới hàm, rất nhiều yếu tố, cho nên cái vấn đề mà tách bảo vệ thần kinh mặt cực kỳ khó khăn. Đó, thì chúng tôi vẫn vừa làm vừa nghiên cứu để làm sao bảo vệ được thần kinh mặt. Thì sau ca mổ này chúng ta hy vọng là cái phần ánh sáng cuối cùng, hy vọng của bằng phu sẽ có một ánh sáng phục hồi được sau cái ca phẫu thuật này. Đau bụng không? Không có hả? Cái đau nhiều không? Không hả? Cái đau người sao? Cười nha. Yeah. Em nói đi. Khỏe không? Thấy người sao? Khỏe không? Cười nhẹ nhẹ người. Nhìn thấy mặt thôi sao? Thấy không? Thấy gì không? Đó, quan trọng là thấy nha, cố gắng đi nha. Nếu bạn thấy thích video này thì đừng quên để một like và nhấn đăng ký kênh để giúp chúng tôi sáng tạo thêm nhiều video thú vị hơn. Xin cảm ơn.